Hai chào mấy anh em cô chú hàng bài này, cái làm cái cọng xích này vip lắm, đám trượt một con Tanaka Made in Japan. Con này còn gọi là Shingu nha mọi người, 3.000 năm. Con này 39 nó 40 ly vậy nha, máy rất là đẹp nha mọi người. Cái này thì mọi người về vệ sinh nha, tại vì hàng bãi về chưa có làm gì hết. Đây gọi là Shingu 3.000 năm, đẹp. Làm trượt ha. Làm trượt rất là đẹp. Con này thì con này là máy thì giật được nha mọi người nè. Nó xoay giật được nha, mà do tại kéo nè, kéo kéo nó không ăn là cái ở trong chỗ cái vô lăng nó có cái hai cái miếng kẹp con chó ấy, mọi người, hai miếng sắt để kẹp con chó ấy. Nó cái lò xo chắc nó reset ấy, nên là về xịt R7 cho nó giãn lại. Này nói anh em thợ là người ta sẽ hiểu hiểu ngay thôi, còn những người mà không biết về hàng bãi nói trên trời yếu giếng người ta không hiểu đâu. Thì con này về sau bán vậy thôi, đủ đồ nha, máy không cứng nha mọi người. Chô chô chô, wow, lồng lánh luôn ạ. Chế này xài rất là ngon, bốc lắm. Chế quanh rồ này xài bốc lắm, cái loại này xài bốc. Chô, cái lọc gió mới tinh ha. Con này chưa dọn nha, máy chưa dọn nha mọi người, về sẽ bán lại. Con này 1.700.000 bao ship nha ha, 1.700.000 bao ship làm chuột. Nói chung là mặt tiền đồ tất cả mọi thứ nó khá là đẹp nha mọi người. Vệ sinh ra con này, vệ sinh ra nhìn nó đẹp lóng lánh luôn á. Máy là không liên lạc, đủ đồ không bể vỡ nha, 1.700.000 bao ship. Mua thì chốt khỏi chạy giá nha mọi người. Bên em không ship COD nha. Mua thì phải chuyển khoản hết tiền hàng vào phòng mô tả. Mình tin thì mình mua, mình không tin thì mình theo nghe video cho vui cũng được nha mọi người. Anh em họ biết em nên là họ quen rồi. Có một con à, chứ không là em cũng chào khách sỉ rồi. Có một con này em đăng lên em bán, chứ không em cũng gửi cho mấy anh mua sỉ rồi. 1.700.000 nha.